Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh của bên em. Ok, thì hôm nay em lên sóng cho quý vị một cái bộ dàn ở đây là 5.1 nhá. Đấy, thì trước màn hình quý vị đang xem thì đây là tổng quan về cái sản phẩm 5.1. Bộ này thì có mã ở đây là UL7 quý vị nhá. UL7, đấy, chuẩn của nó là FRUL7. Đấy. Thì với cái dòng UL7 này thì chắc quý vị không lạ lắm gì đúng không ạ? Đấy, nhất là những bác nào mà thường xuyên theo dõi kênh của em. Đấy. Hàng về lúc nào phải nói là rất là ok luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Với những cái dòng này thì nó có rất là nhiều chế độ để sử dụng quý vị nhá. Quý vị nghe nhạc này, xem phim này, đấy. Với những cái dòng khác thì quý vị là nó chỉ thiên về xem phim thôi, nhưng riêng dòng này nhá, nó thiên cả hai luôn. Đấy, nghe nhạc cũng rất ok và xem phim càng tuyệt vời nhá. Đấy. Thì để tí em sẽ mở những cái đoạn phim và thử test cái đoạn tiếng ra cho quý vị nhá. Thì cái video này cũng nói luôn là nó sẽ hơi dài một chút, bởi vì em sẽ test đầy đủ cho quý vị nhá, test đầy đủ cho quý vị nên là nó sẽ hơi dài một chút, nên là quý vị nào mà cảm thấy đoạn nào mà nó không hợp, không phù hợp thì quý vị có thể tua nhanh đến cái đoạn phù hợp để quý vị xem nhá. Đấy. Ok quý vị, đây loa thì gồm có một em công suất và hai loa chính hai bên, cộng thêm hai con vệ tinh và một con số đào ở giữa. Kết hợp thì quý vị nhìn sang bên phải cho em. Đây, bên phải mình nhá, đây là con súp nhá, đây con súp. Thì về phần công suất thì em sẽ giới thiệu súp trước nhá. Công suất của súp ở đây thì đạt tới 63W và kích thước của súp là rộng là 18.5, sâu là 34 và cao của em nó là 31. Đấy là về cái súp nhá, đây là súp đây là quý vị nhá, đấy súp. Tiếp tục đến con loa chính. Công suất của loa hai con loa hai bên, hai loa chính hai to đây, đấy là 70W một loa. Tương đương là 140W tổng hai loa nhá. Đấy, 140W tổng hai loa. Đấy. Và có trở kháng tầng trước là 4 ohm. Về kích thước thì rộng 16.5, loa rộng 16.5 và sâu là 23.5, cao đạt 27. Đó. Về hai con vệ tinh hai bên và con số đào ở giữa thì công suất là 30W một loa và trở kháng tầng trước là 6 ohm. Đó. Về phần giá của bộ này nhá, ưu đãi cực kỳ nhá. Ưu đãi cực kỳ trong ngày hôm nay. Bác nào nhanh tay thì alo ngay cho em nhá. Thông thường thì với những cái dòng này giá nó sẽ trên 6 triệu, nó rơi khoảng là 6 triệu 9 gần 7 triệu. Nhưng tuy nhiên hôm nay nhá, tuy nhiên hôm nay xả một ngày duy nhất nhá, một ngày duy nhất. Bác nào nhanh tay thì bác được. Giá là 5.890.000 nhá. 5.890.000 mà thôi, 5.850.000 thôi cho các bác nhá. Đấy, 5.850.000 cho bác nào nhanh tay alo ngay cho em qua số điện thoại là 0966594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Rồi, sau đây em sẽ mời quý vị đến những phần test nhạc nhá. Đấy. Bác nào mà chưa rõ phần kích thước hay thông công suất hay thứ gì có thể nghe lại nhá, tua lại nghe lại. Ok quý vị, ở đây thì em đây. Em sẽ cho vào thử một đoạn test phim đi. Đây, loa sound đang hoạt động nhé. Tiếp tục là loa bên tay phải. Thank you.
Ok nhá, cái vị thế nào ạ? Đấy, tiếng ra của nó rất là hay đúng không ạ? Đấy là những cái phần về xem phim. Bây giờ em sẽ thử về một bản nhạc vàng đi nhá. Sau đó em sẽ thử tiếp một đoạn nhạc trẻ xem nó như thế nào nhá. Đấy, để cho quý vị thấy rằng là với những dòng này thì nó nghe được rất là nhiều thể loại. Đây là nhạc vàng nhá. Và chế độ chỉnh nghe thì quý vị chỉnh đây cho em này. Đây. Ở đây nó sẽ có chế độ chỉnh này. Đấy, đây. Đấy, rất là nhiều chế độ này. Đấy, direct này. Đấy là quý vị đang nghe hai con loa này nhá. Đấy. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Đó, hoặc là quý vị chỉnh thêm này. Nắng còn được. Mô lô này. Yêu hẹn nhau mưa đổ. Đấy, bên tình này. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình gió rút xa. Đấy, hoặc là sang chế độ music nhá. Lúc này thì súp mọi thứ hoạt động hết rồi đầy đủ. Anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi. Khi đã biết thì yêu rồi, đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Ok, đấy là về phần nhạc trẻ nhá. Đấy là về phần nhạc trẻ. À, nhạc bolero. Em thử một bản nhạc trẻ đi. Phải nói là em này là đa di năng đúng không quý vị? Nghe được rất là nhiều thể loại này. Quá nhiều thể loại nhạc luôn. Ok, đấy là về phần nhạc trẻ và đấy là em đang test điện thoại nhá. Đấy, ngoài ra thì quý vị có thể là nghe CD nhá. Đây. Đấy. Nghe CD. Đấy, thông qua cái CD này. Hoặc là quý vị có thể kết nối với cả TV để xem video nhá, hay xem phim trên điện thoại đây. À, xem phim trên TV. Đây. Thông qua cái jack này nhá. Đấy, đây là cái đường quang này. Đấy. Và quý vị kết nối cái này với cả Smart TV là quý vị có thể xem phim, nghe nhạc thoải mái nhá. Đấy, rất là tiện. Một cái dàn mà phải nói là rất là nhiều chức năng đúng không quý vị. Đấy. Ngoài ra nó có thêm cả cái MD này. Đấy, thì cái MD của em test thêm cho quý vị thôi, chứ còn cái này thì em không quan tâm nhá. Đấy, bởi vì em chả ai dùng cái MD này cả. Rồi, giá bộ này nhá, 5.850.000 cho bác nào nhanh tay duy nhất ngày hôm nay. Còn sang ngày mai thì giá nó sẽ trở lại ban đầu nhá. Đấy là vị trí của nó là hơn 6 triệu. Đấy, thì bác nào nhanh tay thì alo ngay cho em nhé, để lấy ngay cái bộ UL7 5.1 này về. Đấy, về quý vị chỉ việc nghe thôi. Bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp bên em để test thêm và nghe nhạc thêm. Đấy. Còn bác nào mà ở xa thì trước khi gửi hàng thì bên em sẽ có video test cho quý vị, đảm bảo là CD hoạt động ok này. Và ghép thêm đường quang cho quý vị nhé, tức là kết nối với cả Smart TV. Đấy, thử hết các chức năng mà em đã nói nhé. Rồi, đấy, chọn bộ quý vị là nó sẽ gồm... ba con loa nhỏ này, hai con loa chính này và một con súp này nữa nhá.
Đấy, công suất đây. Được, vâng, em xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhé.